Ha, thì sáng hôm nay thì Tài có được một cái nhân viên duyên lành cả nhà, là của cô Diệu Liên ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 3. Diệu Tâm hả? Diệu Tâm ở thành phố Diệu Diệu Liên, Tâm hả? Diệu Liên Diệu Diệu Liên phải Liên, không? nãy giờ nghe chú nói Diệu Diệu Liên. Liên ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 3. Cô có gửi xuống đây cho Tài mấy bịch cá để phóng sanh hồi hướng công đức cho bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì cô nói là gửi xuống đây, chú cũng có chia sẻ luôn là gửi xuống đây là Tài tùy sao chẳng toàn toàn quyền quyết định, là có nghĩa là cho bác Năm hoặc là cho bác Ngộ. Nhưng mà em thấy là tới 12 bịch cá thì thay vì mình cho bác Năm không hoặc cho bác Ngộ không, thì em quyết định là chia làm đôi, bác Năm 6 bịch, bác Ngộ ông ngoại 6 bịch ha, để cùng nhau hồi hướng công đức cho ông ngoại cũng như là bác Ngộ, cho bác Năm đó. Mình không có nghiêng về bên nào hết trơn của chú chị, cái này là cái duyên lành thôi, cái duyên lành thôi ạ. Cô tên gì ở Cô Diệu Liên ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh ha cả nhà. Rồi bây giờ con với chú xách vô chú ơi. Đi, cái này ủ lộn, cái này bỏ đây đi, lát nữa qua mình lấy sau. Để con với chú đi vô. Đúng rồi. Cái đó để đó, điền lát nữa mình đi qua bên ông ngoại Ngộ sau, quý cô chú anh chị. Cái này mình đi bên trước không? Cái này em cũng không có phải phải đặt gì hết, em cũng bất ngờ lắm cô chú anh chị. Là do cô Diệu Liên ở quận 3, cổ đem xuống, cổ nói Tài cúng giùm, thả phóng sanh giùm cô, cũng như là hồi hướng công đức cho bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, hay là cho ngoại đó. Nhưng mà mình chia ra đi cả nhà, mỗi người nửa, nguyện hồi hướng công đức cho bác Năm cũng như là ông ngoại được sớm giảng sanh. Rồi mình vô đây mình trình bác Năm cái. Thấy ra không? Nhanh, đi ngoài đi, lát anh để. Đó, tất cả đều là cá chê. Cá chê hết mà còn nữa. Cá nó tên cá chê chứ phải không ai chê nó đâu. Cá chê, không ai chê. Sáu bịch cá, sáu bịch cá chê hả cả nhà? Đúng rồi, cô cũ và kênh phóng sanh à. Cá này của cô Diệu Liên quận 3 nha mấy anh. Cá chê anh. Bây giờ thì mình sẽ thắp hương nha quý cô chú anh chị, trình với lại. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão, con được một cái duyên lành là của cô Diệu Liên ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, có gửi xuống đây những cái vị cá này để trả về thiên nhiên, trả về tự do cho những chú cá này được về thiên nhiên. Thì nguyện hồi hướng công đức này cho ông nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan, pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, ngày 14 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, ngày 9 tháng 3 năm 2023. Nguyện trả về thiên nhiên những chú cá này, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng những cho chú cá này, nguyện cho những chú cá này, vì cá này đời sau tiếp sau thì cũng gặp được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp, để cuối đời tất cả các vị trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con là Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog, là của cô Diệu Liên, Hồ Chí Minh, có hồi đức cho bác thả những chú cá này về với thiên nhiên. Con cũng cầu mong cô Diệu Liên được sức khỏe, bình an, may mắn và luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mình để ở đây mình chỉnh có năm xíu cả nhà, tầm khoảng 50 phút gì đó mình sẽ đi phóng sau ha cả nhà, để gọn gọn. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua bên mộ ông ngoại ha. Đây, mấy anh em đi qua bên đây. Còn còn 6 bịch còn lại quý cô chú anh chị, đi qua mộ ông ngoại để trình với ông ngoại xíu ha cả nhà.
Giờ mình đem cá qua ngoại trình cho ngoại của chú chị. Lát mình sẽ tại vì cái cô Diệu Liên đó là cổ mới nói là em quyết định, thì em quyết định là chia làm đôi. Nhiều khi để bên đây mà bên kia không có thì thôi, nó cũng nhiều hết cả nhà. Ủa chú có cái bài nghi thức phóng sanh luôn hả? Hả? Có hả? Chú cho con mượn coi. Ủa nguyên một bài dài vậy luôn ha? Hay là một cuốn tờ thôi? Cái người này hay nè chị, thấy rất là hay ha. Đúng là sáu tập nữa ha. Okay. Đây là của là bây giờ tôi cái cái bài kinh phóng sanh nè, cái lời khấn nguyện thôi à. Mình tùy vào tâm mình khấn sao cũng được. Có lời lời của chúng ơi, chúng quán sanh luôn nè. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Còn tên tài kênh YouTube là tài 6 Vlog. Còn hôm nay được sự trợ duyên cũng như là cái duyên lành của cô Diệu Liên ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, có gửi về đây những vị cá phóng sanh trở về, trả về thiên nhiên, trả về tự do cho những vị cá này. Nguyện cho những vị cá này quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, để đời sau kiếp sau thì những vị cá này không còn đọa làm súc sanh nữa, không đọa làm cá nữa, thì được luân hồi chuyển thành cái kiếp khác. Nguyện hồi hướng công đức này cho ông Dương Văn Ngộ, sinh năm 1930, mất ngày 1 tháng 8 năm 2023, hưởng thọ 94 tuổi, được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 5 tháng 8 năm 2023, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Con nguyện cầu ơn trên phù hộ cho cô Liên ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh được sức khỏe, bình an, may mắn và luôn luôn gặp thuận lợi trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Còn hôm nay con được cái duyên lành Liên ở quận có trình lên ông ngoại Ngộ bị thì một tự do để hồi hướng công đức cho ông. Đà Phật. Con nguyện cầu tôi coi rồi thì cô chú anh chị ơi, thì đợi trong giây lát ha. Khoảng bao lâu thì mình mới đi tài đó, đứng trên tả đó tụt không mà chị lấy cái giò chị đạp vô cái bao á. Không trời, con dùng quê sông nước mà. Nhưng mà nó trơn nó sâu à. Dạ, cô chú anh chị ơi, thì đã đến nơi thả cá rồi. Đây là cái nơi gọi là cái khu vực thả cá phóng sanh ha. Thì đây là những chú cá mà đã được trình với lại Bắc Năm cũng như là ông ngoại ông Dương Văn Ngộ rồi. Bây giờ thả đi chị. Con cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho. Ủa chị thả lên đây nè cho nó chui chui. Được. Thả trên nó chuột rồi. Đây hả chú? Đúng rồi, chị đổ cho này. Rồi ok. Chị đổ nhẹ nhẹ xuống cái đầu nó xuống. Đổ trên luôn. Cái nó nằm kìa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Qua bên đây nè được. Qua bên đây nè. Chị lấy cái giò đó chị đạp cái bao đi chị. Đúng rồi, đạp cái bao đi. Đúng rồi.
anh được bên đây cũng đạp cái bao luôn anh được. Đạp ngay trên góc này phải không? Ờ đúng rồi, đạp ngay góc. Thả xuống vậy thôi. Rồi đúng rồi. Nó của tiến chị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con nguyện cầu cho hồi hướng công đức này cho ông Võ Văn Ngoan pháp danh là Tâm Giác. Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023. Ủa, có 1 cá to. À, nhập ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão. À, hưởng thọ 66 tuổi được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023 và cầu nguyện hồi hướng công đức này cho ông Dương Văn Ngộ. Sinh ngày sinh năm 1930, mất ngày 1 mất ngày 1 tháng 8 năm 2023, hưởng thọ 94 tuổi, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nguyện cầu cho những chú cá này được trả về thiên nhiên, trả về tự do, thì quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, để đời sau kiếp sau những chú cá này thì không đọa làm kiếp xuất sanh, không đọa làm kiếp cá nữa, chuyển kiếp luân hồi về cõi an lành, cõi tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. À, đây là những chú cá chơi. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng cảm ơn và hồi hướng công đức này nguyện cho cô Liên ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh được sức khỏe, được bình an, được may mắn và luôn luôn thuận lợi thành công trong cuộc sống. À, thì cái này là cá chê. Được chưa anh chị? Thì do hôm qua có một cái cơn mưa đó nên nước hơi đục. Chứ đúng ra là nước trong lắm. Mà nước này nhiều là ngon ha. Được chưa anh chị ơi? Thì những chú cá còn ở đây nè. Dạ con cảm ơn chú nha chú. Dạ dạ con cảm ơn chú. Cả nhà. Được chưa anh chị? Đây là cái hồ nước sâu 2 mét cả nhà. Từng phóng sinh thì thả trong đây. Nhưng có vẻ là khi mà được thả về thì còn hợp đó nên mình nó chỉ tắt bơ bên trong nè. Sao này là chưa đi xa được. Còn lâu lâu cũng kìa. Thì là như là chút về nước là sẽ lội đi xa hơn. Sự trợ duyên của cô Diệu Liên. Rất là nhiều anh em cũng mà thả cá rất là nhiều ở đây để phóng sinh, để hướng công đức cho cậu cũng rất là nhiều quá ha. Ngoài kia thì có lẽ là ngồi lên ngóc xuống thấy mấy chú vui ha, mấy chú cá nhìn thấy cái vui ha. Được nãy giờ nằm ở trong cái bịch đó, bây giờ thả ra cái hồ lớn rồi cảm thấy thoải mái á, tung tăng. Tại vì chưa xíu nó quen thì anh thấy sẽ lội đi xa lắm. Mô A Di Đà Phật. Có nãy có hai chú bự ha, hai chú cá to. Chú bự. Này nè. Hai chú kia bự. Đang núp ở trong cái bụi. Thôi thì em cũng con cũng cảm ơn cô Liên ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Con cảm ơn cô đã phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề gửi đến mộ của Bác Năm cũng như là Bác Ngộ. Thì cái này là do con quyết định nha cô, mong cô hoan hỷ cũng như là vui vẻ ha. Tại vì con cũng nghe cái chú bán cá nói là con quyết định thì 12 bịch, mỗi bên là Bác Năm 5 bịch ở 6 bịch, Bác Ngộ, ông Dương Văn Ngộ 6 bịch nên con cũng muốn chia sẻ và nguyện cầu cái công đức này cho hai người nên con đã chia làm hai. Thì con cũng cảm ơn cô, con chúc cô nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống cũng như là trong công việc ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình luôn đã quan tâm theo dõi, yêu thương, ủng hộ Tài cũng như là chị Khánh Xuân. Và xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video tiếp theo ha. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều ha.